Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024. Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn tiếp Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Hôm nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 1.500 người đại diện các cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân và các em học sinh trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho người lớn và trẻ em. Trong đó, việc không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em. Thông qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước, đồng thời phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp nâng cao sức khỏe tầm vóc thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn tin tưởng, sau lễ phát động này, chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình và mỗi cá nhân. Các ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo, các em học sinh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ tham gia tập luyện môn bơi mà còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động, tuyên truyền gia đình, người thân, bạn bè cùng tập luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng bơi để phòng chống đuối nước. Tại buổi lễ đã diễn ra các hoạt động hấp dẫn như đồng diễn yoga, biểu diễn võ thuật, taekwondo của các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt, nội dung hướng dẫn phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu đuối nước có ý nghĩa thiết thực, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng chống đuối nước cho mọi người, nhất là trẻ em. Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi tiếp Ngài Suhas Prasad Gupta, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhân dịp tham dự hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại Vĩnh Phúc. Chào mừng Ngài Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Ấn Độ dù trải qua nhiều khó khăn, biến động của tình hình thế giới nhưng vẫn duy trì tốt đẹp và ngày càng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với Vĩnh Phúc, quá trình phát triển của tỉnh luôn có sự đồng hành, đóng góp của Đại sứ quán Ấn Độ cũng như các nhà đầu tư đến từ Ấn Độ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình hợp tác, Ấn Độ đã hỗ trợ Vĩnh Phúc đào tạo hàng trăm cán bộ, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như biểu diễn mùa Ấn Độ, tổ chức liên hoan phim Ấn Độ, biểu diễn yoga đã ngày càng gắn kết Vĩnh Phúc với Ấn Độ. Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ, giới thiệu các nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với các địa phương có điều kiện tương đồng của Ấn Độ. Cùng với đó, tổ chức nhiều chương trình hoạt động giao lưu văn hóa để người dân Vĩnh Phúc có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người Ấn Độ, góp phần thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa hai bên. Chia sẻ đây là lần thứ 5 tới thăm Vĩnh Phúc, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Suhas Prasad Gupta cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh. Ngài Phó Đại sứ mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc
tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư sang Ấn Độ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ với Vĩnh Phúc. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để tổ chức các chương trình, các sự kiện liên quan đến phát triển kinh tế thương mại, văn hóa, hướng tới mục tiêu hợp tác đa chiều trong nhiều lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh. Hưởng ứng phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch tổ chức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch tổ chức ký cam kết giữa Ủy ban Nhân dân huyện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn về việc không để xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn mình quản lý. Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức tuyên truyền lưu động diễu hành của lực lượng cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên, mở màn cho lễ phát động toàn dân luyện tập bơi phòng chống đuối nước năm 2024 trên địa bàn huyện và tham quan lớp học bơi miễn phí cho trẻ em, con hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong ngày hôm nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kiến thức cho các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Tại khu vực tòa nhà Việt Đức, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng cùng nhiều trang thiết bị được sử dụng trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc cách ly, kìm cộng lực, lăng phun nước, dòng dọc để giới thiệu và tuyên truyền hướng dẫn đến mọi người dân. Chương trình đã thu hút sự quan tâm tham gia trải nghiệm của nhiều em học sinh ở các lứa tuổi khác nhau. Nhà con ở chung cư và hôm nay con được đến đây trải nghiệm. Con được sử dụng bình chữa cháy và khóa van ga. Thì bình thường con ở nhà một mình con sẽ đỡ sợ hơn ạ. Hôm nay là con đến đây được các chú công an cho con đu thử cái dây thoát nạn. Để con qua việc này con có thể có những kỹ năng để xử lý tình huống khi bị cháy nổ ạ. Chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức ở tất cả các địa phương trong toàn tỉnh trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6. Với nội dung trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà, ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ mang đến cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kỹ năng chữa cháy, kỹ năng sử dụng mặt nạ lọc độc để thoát hiểm trong đám cháy và cứu người, cứu tài sản trong đám cháy. Kỹ năng di chuyển khi mà có cháy nổ xảy ra với một người và với nhiều người. Kỹ năng sử dụng các loại phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy, xách tay, chăn chiên để chữa cháy. Và kỹ năng để người dân tự cứu mình bằng dây hạ chậm, bằng cầu dây nghiêng. Qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những kiến thức được trang bị sẽ được mọi người vận dụng hiệu quả trong thực tế khi có tình huống cháy nổ xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Hội cựu chiến binh huyện Lập Thạch vừa tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, dự có lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo huyện Lập Thạch và 105 hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong toàn huyện. 5 năm qua, phong trào thi đua nước cựu chiến binh gương mẫu huyện Lập Thạch luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Hội tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền vận động hội viên hiến được 99.650 mét vuông đất, 18.600 ngày công lao động công ích cho xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng được 14 km hệ thống cống rãnh thoát nước thải. Cùng với đó, các cấp hội tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, gia cam khuyến học, khắc phục thiên tai với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội hơn 780 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ 35 hội viên cựu chiến binh làm nhà mới, sửa chữa nhà. Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý 48 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 100 tỷ đồng.
Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Việt Sô số 1 thành phố Phúc Yên tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút sự tham gia của 12 doanh nghiệp và hơn 600 học sinh, sinh viên. Tại phiên giao dịch, các em học sinh, sinh viên được tiếp cận với hơn 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng với nhiều ngành nghề như may mặc, xây dựng, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, kế toán, xuất khẩu lao động. Tại phiên giao dịch việc làm, đại diện các doanh nghiệp đã tư vấn, cung cấp thông tin về các ngành nghề, quyền lợi, chế độ chính sách và thông tin về nhu cầu thị trường lao động, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyển dụng, tìm kiếm được vị trí việc làm phù hợp. Đồng thời trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết về thị trường lao động, môi trường kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, những kiến thức, kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp, giúp học sinh, sinh viên xây dựng được định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Đây cũng là cơ hội để nhà trường nắm bắt kịp thời tiêu chí tuyển dụng lao động, ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần, khẳng định thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp và trực tiếp tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, với những kết quả ấn tượng về cả lượng khách lẫn doanh thu trong năm 2023, du lịch Vĩnh Phúc đang hứa hẹn một mùa du lịch bùng nổ trong dịp hè năm nay. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình hấp dẫn, cũng như sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của du khách khi đến với Vĩnh Phúc. Để tăng sự hấp dẫn của du khách khi đến với Vĩnh Phúc, bên cạnh việc tập trung quảng bá và cung cấp các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, doanh nghiệp lữ hành này còn xây dựng riêng hai tour tại Vĩnh Phúc, đó là tour đi khám phá Tây Thiên trong ngày và tour Tây Thiên Tam Đảo 2 ngày 1 đêm. Đây cũng chính là hai tour du lịch trọng điểm mà doanh nghiệp này sẽ triển khai trong dịp hè năm nay. Qua hai cái sản phẩm đặc trưng và cái tự mình thiết kế này thì chúng tôi cũng mong muốn và cũng hy vọng là sẽ góp một phần nhỏ bé nào đó để đánh thức dậy cái tiềm năng du lịch của tỉnh nhà, cũng như là hỗ trợ, cũng như là thúc đẩy cái thu hút được nhiều du khách ở các địa phương khác về du lịch tại Vĩnh Phúc, để chúng ta có cơ hội giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, về văn hóa, về con người của Vĩnh Phúc chúng ta nói riêng. Là địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch của huyện Tam Đảo, những năm qua thị trấn Tam Đảo đã liên tiếp đón nhận những tin vui khi trở thành khu du lịch quốc gia và nhận các giải thưởng thị trấn du lịch hàng đầu thế giới hay là điểm đến di sản hàng đầu thế giới do World Travel Awards, một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về du lịch trao tặng. Điều này đã tạo nên sức hút mạnh mẽ của thị trấn Tam Đảo đối với đông đảo du khách trong nước và quốc tế mỗi dịp nghỉ Tết, lễ và trong các dịp hè hàng năm. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho một mùa du lịch 2024 sôi động, các doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh dịch vụ tại thị trấn Tam Đảo đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Thì khách sạn Bến Nước chúng tôi đã chuẩn bị song song nhiều mặt để có thể đảm bảo cơ sở vật chất cũng như là các cái trang thiết bị để phục vụ cho du khách. Một mặt là chúng tôi chỉnh trang lại toàn bộ các trang thiết bị ở trong phòng, trang bị thêm các cái tiện ích ở trong phòng. Đặc biệt là chúng tôi chuyển một số cái trang thiết bị về theo cái chương trình chuyển đổi xanh về phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị thêm các cái món ẩm thực địa phương để đưa vào cái thực đơn của du khách như là rau su, như là gà và các cái món ăn địa phương khác để cho du khách khi tới đây không những cảm nhận được cái không khí riêng biệt của Tam Đảo mà còn cảm nhận được cái nét đặc sắc trong ẩm thực nữa. Với tiềm năng lợi thế sẵn có cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón du khách đến các địa điểm du lịch của tỉnh trong dịp hè 2024, Vĩnh Phúc tiếp tục hứa hẹn một năm bùng nổ về lượng du khách cũng như doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ du lịch. Thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu tốn điện năng bằng những thiết bị mới hiện đại có khả năng tiết kiệm điện đang là các giải pháp được doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm tiết giảm tối đa lượng điện tiêu thụ để gia tăng lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh và thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm điện của chính phủ. Là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất gạch ốp lát, vì vậy trong hầu hết các dây chuyền chế biến đều sử dụng điện. Tại bộ phận in trắng men, doanh nghiệp đã thực hiện thay thế động cơ hộp giảm tốc có hiệu suất thấp bằng hiệu suất cao nhằm giảm tiêu hao lượng điện tiêu thụ. Từ khi áp dụng cái động cơ hiệu suất cao này vào thì chúng tôi tiết kiệm được 35-40% so với các động cơ cũ trước. Theo tính toán của doanh nghiệp, điện chiếm khoảng 10% chi phí sản xuất.
Vì vậy, để tiết giảm chi phí, cùng với việc thay thế các máy móc lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại theo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, doanh nghiệp cũng lựa chọn giải pháp thay biến tần, tận dụng tối đa ánh sáng và không khí tự nhiên để giảm lượng điện chiếu sáng và làm mát. Nhờ vậy, đã tiết kiệm được đáng kể lượng điện tiêu thụ, nhưng năng suất và hiệu quả kinh doanh của đơn vị vẫn được đảm bảo. Hàng tháng, hàng năm thì chúng tôi luôn luôn là truyền thông cũng như là tạo ra những cái sân chơi để cho cán bộ công nhân viên cũng như là khích lệ cán bộ công nhân viên để, và cũng đưa những cái sáng kiến cải tiến vào cái KPI của các cái bộ phận cũng như là của công ty để tôi thực hiện những cái sáng kiến cải tiến, đặc biệt là liên quan đến về tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm điện. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết giảm chi phí năng lượng không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường mà còn giúp ngành điện giảm áp lực, thực hiện quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả. Đồng thời, góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia, giúp giảm phát thải khí nhà kính, duy trì môi trường bền vững. Bước vào mỗi mùa mưa, tình trạng ngập úng cục bộ tại những vùng thấp trũng, nước tại các kênh, suối dâng cao, chảy xiết qua ngầm tràn, khiến giao thông bị chia cắt đã gây ảnh hưởng không nhỏ và đe dọa đến sự an toàn của người dân. Khắc phục tình trạng này, những công trình tiêu thoát lũ, cải tạo ngầm tràn hay những công trình vượt suối được xây dựng và đưa vào sử dụng đã phần nào đảm bảo an toàn cho người dân. Chỉ năm ngoái thôi, suối Lâm Bò phía hạ lưu Hồ Thanh Lanh chảy ngang qua đường 310 tại địa phận thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên vẫn còn là nỗi ám ảnh của người dân và công nhân khi di chuyển qua đoạn đường này mỗi khi mùa mưa lũ về. Nhưng từ mùa mưa lũ năm nay, giao thông đã được thông suốt khi Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hoàn thành xây dựng cống tiêu thoát nước và đưa vào sử dụng. Từ khi có cống, việc tiêu thoát nước cho khu vực hạ lưu Hồ Thanh Lanh được dễ dàng, người dân lưu thông qua đường thuận lợi, không còn tình trạng chia cắt giao thông và đe dọa tính mạng người dân khi đi qua ngầm tràn mùa mưa lũ. Thực ra đây trước là họ làm một cái ngầm tràn thấp, thì thực sự là có đến mùa mưa ấy, là kể cả dân chúng tôi hoặc là công nhân là họ đi làm nhưng mà thực sự không đi được. Nói chung là từ năm nay là mưa lớn có nhưng mà thực sự là không ảnh hưởng gì. Đi lại thì thực sự là rất thuận tiện, không có phải lo như mọi năm mà sợ nó trôi xe máy hoặc là bị trôi người đó. Nên chúng tôi rất là mừng và phấn khởi. Từ năm 2022, công trình trạm bơm tiêu Đầm Láng, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên được đưa vào vận hành đã khắc phục hoàn toàn tình trạng ngập úng cho khu vực Nam Viêm và các vùng lân cận của thành phố Phúc Yên trong mùa mưa. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân vùng rốn trũng Đầm Láng được đảm bảo. Trước đây thì mỗi mùa mưa bão khi xảy ra những cái trận mưa lớn thì khu vực này là luôn luôn hay thường xuyên xảy ra hiện tượng ngập úng. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý thực hiện cái dự án xây dựng trạm bơm tiêu Đầm Láng, và dự án hoàn thành vào năm 2021 và bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Và qua thực tế thì đến trải qua 3 mùa mưa lũ thì đến nay thì sau khi hoàn thành dự án thì dự án vận hành khắc phục hoàn toàn hiện tượng ngập úng cục bộ cho trong mùa mưa bão. Từ năm 2020 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã làm chủ đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hàng chục công trình, cầu cống, công trình tiêu thoát lũ trên địa bàn toàn tỉnh, dần khắc phục tình trạng ngập úng, chia cắt giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Các công trình này đã góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Nhằm tăng cường cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh tim mạch học và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phối hợp với Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán hình ảnh tim mạch học và can thiệp tim mạch năm 2024. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong do mọi nguyên nhân. Đặc biệt, tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tim mạch gia tăng nhanh chóng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có các quốc gia, khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế,
mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch, việc tổ chức hội thảo là cơ hội nhằm cập nhật tiến bộ khoa học về lĩnh vực tim mạch và chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tim mạch ngay tại tuyến y tế cơ sở. Tại hội thảo, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thông tin khái quát về quá trình hình thành và phát triển đơn nguyên tim mạch của bệnh viện. Với 22 giường bệnh, đơn nguyên tim mạch được trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có khả năng can thiệp, điều trị các bệnh lý tim mạch, mạch máu phức tạp. Tham dự hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia tim mạch thuộc Viện Tim mạch Việt Nam truyền đạt các nội dung về cập nhật tiến bộ trong can thiệp động mạch vành và can thiệp bệnh tim cấu trúc, vai trò chẩn đoán hình ảnh trong can thiệp tim mạch, đồng thời theo dõi trực tiếp ca chụp can thiệp tim mạch cho bệnh nhân nam 74 tuổi ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch do ekip các bác sĩ Bệnh viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt thực hiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.